Các bạn chị đã làm cho rồi. Nếu học xem phim hay học xem phóng quát gì rồi thế nào? Bây giờ hôm nay sẽ hướng dẫn các chị các cái nguyên tắc cơ bản khi mà mình sử dụng cái máy siêu và các cái cơ bản ha. Cái trình tự khi mình làm cái siêu theo đúng chuẩn á, thì đầu tiên nhất là mình phải mắc cái điện tim. Rồi, nhưng mà các chị đi cho nông trại thì thấy ít khi bác sĩ mắc lại mất thời gian mắc ra điện tim, nó chết mất cũng phải vài phút, cho nên là bác sĩ sau khi một thời gian làm xong mình làm biến không mắc nữa, tức là họ thành cái thói quen, họ làm theo cái thói quen của họ. Nhưng mà các chị đi qua cái phòng mà siêu âm tim kháng sức mà bên nội tim mạch thì lúc nào cũng phải mắc cái điện tim, tại vì nó sẽ coi được cái chu chuyển tim, từ nào từ tâm thu, từ nào từ tâm trư, cái điện tim như thế nào. Cái thứ hai nữa là mình sẽ lựa chọn đầu dò, lựa chọn đầu dò nào là phù hợp với bệnh nhân. Chắc chắn siêu âm tim thì phải lựa cái máy đầu dò của siêu âm tim rồi, nhưng mà cái tần số như thế nào để cho nó phù hợp. Rồi cái khi mà mình lựa chọn đầu dò thì mình sẽ chỉnh các cái nút theo trình tự là mình cắt siêu âm một bệnh viện trước, rồi đó mình siêu âm hai bệnh viện, mình sẽ siêu âm Doppler, Doppler sức màu, Doppler sung ha. Rồi đó mà hiện tại nữa bên đây là có 4D, mà đây 4D nữa ha. Siêu âm tim thì người ta đòi hỏi nhiều kỹ năng, mặc dù thì bác sĩ có thể đã thuần thục trong các cái lĩnh vực siêu âm khác, thì tại vì những cái siêu âm khác thường là siêu âm tĩnh, tức là cái cơ quan hoạt động, còn siêu âm tim là một cái cơ quan hoạt động ha. Một nhà tim mạch có kinh nghiệm thì cũng cần phải siêu âm, tại trước kia là chủ yếu nếu mà không có siêu âm thì người ta chỉ có dựa vào ống nghe, nhìn sờ vào ống nghe để chẩn đoán, nhưng mà ngày nay gần như là đây là vào kết quả của siêu âm, tại vì nó cho cái hình ảnh về khá là chính xác tim mạch ha. Nhiều khi những cái giọt thở hoa hai lá này, nhưng mà nó không có phải là đi ở trung tâm hay là phía trước thì mình dễ nghe, còn những cái giọt thở mà nó đi ra cái phía sau phía trái, đi dọc thành sau phía trái và trúng cái thành được dày nữa thì các anh chị sẽ rất là khó nghe và khó nghe, do đó là có thể bị sót như thường. Có những cái thầy rất là lớn mà tin tưởng vào cái ống nghe, tức là kêu là những cái bác sĩ mà nhiều khi là siêu âm sai, nhưng mà không phải sai đâu, do tại vì cái vị trí cái dòng thở nó không có phù hợp để mình nghe cho nó rõ, đó là giờ có siêu âm mà ngày nay là, nhưng mà cũng không phải tin tưởng quá, tại vì nếu mà các anh chị nghe quảng cáo siêu âm dữ quá, cái tin tưởng vào kết quả siêu âm thì nhiều khi chúng tay nghề chưa tới chẳng hạn trả lời kết quả siêu âm, thì các anh chị lại tin vô cái đó, thì mình phải phối hợp nhiều thứ, tức là mình phải dùng cái này kiểm chứng cái kia, mình vừa có lâm sàng vừa có cận lâm sàng để mình kiểm chứng chứ. Mình không có thể nói là tại vì tôi dựa vào kết quả siêu âm con đó thấy không bình thường, nên là tôi ví dụ mình phải kiểm chứng, ví dụ như mình thấy có phù hợp hay không, trên x quang vấn đề nó có lớn hay không, nhiều khi còn động mạch nữa thì họ cắt trên họ mức phải cắt nhanh quá, có một số trung tâm vì cái số lượng bệnh nhân đông quá nên người ta vội, người ta không có làm, người ta chỉ làm bốn mùa thôi, người ta không có làm tới trên cổ như thế này thì nó sẽ sót cháu một mạch. Mình không đặt ống nghe vô, mình không nghe ống thổi, ví dụ mình đặt nghe vô nghe thổi thì cái sơn ra làm lại thì người ta mới phát hiện được, nhiều khi cũng bị sót ha. Mà ta ghi nhận là trong đa số các chỉ định siêu âm tim là do các bác sĩ của chuyên khoa khác hoặc là bác sĩ đa khoa chỉ định nữa, cho nên khi mà người ta đã là bác sĩ đa khoa thì nhiều khi người ta không phát hiện ra được rồi, đưa qua bác sĩ siêu âm không tập trung nữa, dễ bị bỏ sót ha. Và rất là nhiều cái những bệnh tim bẩm sinh mà thường được phát hiện mà ngay cả nhà siêu âm chuyên nghiệp phải ngạc nhiên, tức là những bệnh tim bẩm sinh nó rất là phức tạp. Các chị mà làm tim người lớn thì nó đơn giản, tại vì mình chỉ coi cái vận động vùng hay là hở van tim rồi không thôi, còn riêng cái bệnh tim bẩm sinh thì nó cái dạng bệnh, cái mặt bệnh của nó là trên 100 mặt bệnh khác nhau về dị tật tim bẩm sinh,
Cho nên nhiều khi mình chưa bao giờ mình gặp bệnh đó thì nhiều khi mình cắt nó trước mặt mình đó nhưng mà mình cũng không biết nó là cái gì. Ví dụ như hồi nãy có một cái ca mà bác sĩ ở đây hỏi ý kiến là siêu âm thì có một bác sĩ nói là có một cái khối u ở ngay chỗ cái bát liên nhĩ mà còn cao, nghĩ là mỡ của bát liên nhĩ, lớp mỡ. Cái bác sĩ thứ hai thì cũng siêu âm cũng thấy cái đó nhưng mà đọc là theo dõi một cái huyết khối ở trong nhĩ trái. Bác sĩ thứ ba không biết sao mới cho đi làm CT nha. CT thì bác sĩ CT đọc là cái đó là một cái u nhàn nhĩ trái bị vôi hóa vậy ha, tức là cũng một cái bệnh thôi nhưng mà sao nhiều cái đoán quá ha. Thì nói với nhiều khi mình chỉ là một cái hình ảnh trung gian thôi thì mình phải cân nhắc nhiều cái khía cạnh lâm sàng, cộng lâm sàng diễn tiến và cái lứa tuổi của bệnh nhân nữa để mình có cái chẩn đoán cho nó đúng. Còn nếu mà cần nữa thì mình phải xin tiếp nha. Về chuẩn bị bệnh nhân thì về nguyên tắc tôi dạy tại cái bài này thì hướng dẫn các vị về mặt nguyên tắc thôi, cho nên các vị phải nắm cái điều kiện trên thực tế thì nó cũng giống như vậy. Những cái khi mình vô bệnh nhân thì mình không có giải thích gì hết ha, nhất là ở viện tim mình chỉ thấy là chỉ mua một phòng để là nhét gần 5-6 bệnh nhân vô ngồi xếp hàng, xong rồi khi hết bệnh này lên rồi đó bệnh kia xuống, thấy không? Không có thông thường đúng theo luật ở nước ngoài là nếu mà mình siêu âm là chỉ có riêng tư thôi, tức là một bệnh nhân ở trong phòng thôi. Và tại vì người ta phải thay áo rồi nữa ha, rồi nếu mà những cái bệnh cần phải giải thích hay cái gì đó thì chỉ có và mình phải giải thích cho bệnh nhân trước khi mà mình làm siêu âm, chứ không người ta không biết tự nhiên cái lôi vô cái đưa lên là đặt đầu dò làm không hiểu là làm cái gì. Phải giải thích cái này là mục đích là siêu âm tim, là cần phải coi cái cấu trúc cái tim như thế nào nữa, là giải thích. Thì nếu mà cẩn thận thì các chị phải giải thích. Tuy nhiên người ta nhấn mạnh là bác sĩ siêu âm cũng không nên đi quá xa để giải thích kết quả, bởi vì người siêu âm không phải là người chịu trách nhiệm của bệnh nhân, cái là mình không có chịu trách nhiệm về cái điều trị cho bệnh nhân đó, cho nên là mình chỉ có trả cái kết quả cho người ta thôi. Nguyên tắc thì nếu mà đúng là nguyên tắc thì mình chỉ nói là cái kết quả tôi xong, tôi đã xong, cầm cái kết quả về cho bác sĩ điều trị để họ sẽ tư vấn hoặc là cho thuốc tiếp. Chứ còn nhiều khi các anh chị có thể là tự tin quá, chẳng hạn như một bác sĩ khác gửi tới cho mình làm siêu âm tim, cái mình xem xong cái mình kêu thôi bình thường không sao, cái bệnh nhân nghe bình thường mình mới còn đi về luôn, khỏi quay lại bác sĩ cho mình. Nhưng mà nhiều khi họ gửi với mình cũng rất khác nha, ví dụ như bệnh nhân là bị thiếu máu cơ tim chẳng hạn, người ta gửi với mình thì nhiều khi cái thiếu máu cơ tim đó mình đâu xem xong đâu có phát hiện được, mình trả lời vậy thì nhiều khi nó làm cho cái giữa cái bác sĩ lâm sàng bác sĩ lâm sàng có những cái mâu thuẫn với nhau, cho các chị phải cẩn thận khi mình giải thích. Về chuẩn bị bệnh nhân tiếp theo là không đối chống chỉ định tuyệt đối trong siêu âm và thành ngực ha. Tại vì làm nó cũng không có xâm lớn nên không có gì là chống chỉ định hết. Chỉ có là những bệnh nhân mà trường hợp khí nhiều quá, ví dụ như những bệnh nhân mà bị bệnh tật phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân thở máy, hoặc là bệnh nhân mập quá, hoặc là bệnh nhân đang hôn mê thì làm cho mình siêu âm sẽ khó khăn hơn bằng qua thành ngực. Tại vì kẻ thù của siêu âm là không khí, cho nên là nếu mà mình cố gắng mình làm thì mình sẽ trả lời kết quả không có đúng. Cho nên đối với những trường hợp đó anh chị phải trung thực, mạnh dạn ghi vô là ví dụ như đây cô kém khí nhiều, tôi khảo sát không rõ, hoặc là tôi chỉ có thấy được cái mặt cắt nào thôi. Mình phải ghi như vậy. Chứ không, người ta nghĩ là mình không ghi hết, người ta nghĩ là chắc cái này siêu âm bình thường. Trong khi đó là cái cửa sổ siêu âm rất là hạn chế mà mình không có ghi vô trong đó. Mình có quyền mình ghi là vì cửa sổ hay sao hạn chế, hay là cái echo kém, tôi không có khảo sát được các cái đoạn động vùng chẳng hạn. Thì các anh chị cũng có quyền ghi vô phòng kết quả, mình thấy cái gì mình nói cái đó, nhưng không có gì phải lo lắng hết, chứ không có bắt buộc là mình phải thấy hết. Và tất cả bệnh nhân thì cần phải thay áo để tránh dính cái chất siêu âm này, giờ ra bệnh nhân nó cũng không sao. Và đối với bệnh nhân nữ thì họ bớt cái e thẹn đối với siêu âm. Về phòng siêu âm thì trang bị tốt nhất là có cái giường bệnh có khả năng điều chỉnh được độ cao,
thì cái này thì chắc là ít có cái trung tâm nào chỉ có những cái bệnh viện mà các tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam ta mới trang bị cái giường này. Thường cái giường nó có một cái giống như cái band ở dưới chân mình đạp cái giường nó sẽ chỉnh được độ cao và nó có cái án định chỉnh được cái độ nghiêng, nhưng mà chắc cái giường nó cũng đắt cho nên là ít cái nơi nào để trang bị cái giường này. Và cần có một cái gối để đầu để cho đôi lúc giúp bệnh nhân ngủ tốt hơn, những như là những cái bé hoặc là những cái người mà cổ ngắn, các chị cần phải có cái gối để dưới cái vai bệnh nhân để mà ngửa cái cổ ra để mình siêu âm ở trên nó mức cho nó dễ. Chứ nếu mà không có cái gối đó thì các chị sẽ rất là khó khăn trong khi mà để cái đầu dò được nước ha. Về mặt bác sĩ thì còn có cái gì để chỉnh độ cao được ha. Về lưu trữ hình thì trước đây thì lưu trữ bằng video, sau này thì mình lưu trữ dưới dạng số hóa hết rồi. Các chị cần vô đầy đủ các thông tin như là tên, tuổi, chẩn đoán, ngày thực hiện. Cái này thì để mục đích hành chính cũng có, mục đích về pháp lý cũng có ha. Và mục đích dạy học. Tại vì nếu người ta coi được cái ngày đó mình thực hiện đó, bệnh nhân đó như thế nào, kết quả ra sao, tập những cái hình đi lại, mình lưu lại như thế nào. Về cái cách chọn đầu dò thì mình cần quan tâm ha. Thứ nhất là đầu dò mình chọn nó sẽ tùy theo kích cỡ của từng bệnh nhân. Bệnh nhân này lớn hay nhỏ, trẻ tuổi hay lớn tuổi, sơ sinh hay là trẻ em, mập hay là ốm, vân vân. Thì mình sẽ lựa cái đầu dò tùy theo cái tần số đầu dò. Càng cao thì sẽ cho cái độ phân giải càng ép và chi tiết, nhưng mà cái độ sâu nó sẽ kém. Có nghĩa là ví dụ cái độ cái đầu dò mà mình cầm lên là 10 mega hạt chẳng hạn, 80 ngàn thì cái đó nó dành cho sơ sinh. Tại vì cái độ phân giải nó rất là tốt, tức là cái độ nét, độ chi tiết nó rất là tốt. Nhưng mà cái độ xuyên thấu nó không có tốt, tức là nó xuyên thấu được khoảng 3-5cm là tốt thôi, chứ còn sâu nữa nó không. Mà em bé mà sơ sinh thì cỡ 3-5cm là vừa rồi. Trong khi đó nếu mà ngược lại độ dò tần số mà thấp thì sẽ có độ xuyên thấu cao nhưng mà độ phân giải nó sẽ kém đi. Thì đối với những người mà mập ha, thì mình thành được dày chẳng hạn, mình lựa đầu dò khoảng 2-3 mm thì cái độ xuyên thấu nó sẽ rất là tốt, tới 18-21cm cũng không sao đâu, nhưng mà cái độ phân giải nó sẽ thấp hơn. Hiện nay thì có nhiều hãng sản xuất đầu dò đa tần số, có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi cái tần số ở trên cái đầu dò đó. Hồi trước những cái đầu dò cơ học hồi xưa thì cái đầu dò nào là cố định cái tần số đó, ví dụ như đầu dò 3.5 MHz hay là 50 MHz thì nó là cái đầu dò. Nhưng mà cái đầu dò điện tử bây giờ các anh chị trên đầu dò các chị có thể điều chỉnh cái tần số nó từ 3-5 MHz, có thể chỉnh cái tần số trên cái đầu dò. Về cái máy in thì thông thường là đa phần là cái máy giấy nhiệt trắng đen hoặc là giấy màu có. Còn hiện nay thì có thể người ta lấy cái hình qua máy vi tính rồi sau đó mình in ra từ cái máy vi tính cũng được. Về cái điện tim thì các anh chị khi mà làm thì mình nên bắt các cái điện cực chi. Điện cực chi là đủ rồi, là mình có thể coi được cái thì nào là thì tâm thu, thì nào là thì tâm trương. Và cái điện tim này nó có thể biểu hiện cái, ví dụ cái hình rễ quạt của cái sao mình có thể biểu hiện ở dưới, chạy ở phía dưới hoặc là có đường quay, có cái quay này ở phía trên thì tùy theo cách của mình chỉnh ha. Nhờ cái điện tim này đôi khi mình sẽ coi được những cái trường hợp mà nó bị khó phân định giữa thì tâm thu và thì tâm trương chẳng hạn, thì mình sẽ nhờ vào cái sóng điện tim. Ví dụ có một cái trường những cái trường hợp mà mổ thông đóng thông liên thất xong á, mà đối với những em bé mà thông liên thất nó có bị biến chứng cỡ bằng mạch chủ nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi, nếu mà mình chưa có quen mới làm xong mà mình đặt cái phổ đó lơ qua cái chỗ mà anh là mạch chủ đó thì mình sẽ thấy một cái dòng phụ nó rất là cao, mà cái dòng phụ đó mình đang phân vân là của cái thông liên thất tồn lưu là do bác sĩ mổ xong cái lỗ thông liên thất nó không kín cho nên nó vẫn còn máu nó chạy qua, hay là dòng thở của van động mạch chủ nó chạy xuống cái thất trái mà nó làm cho cái vận tốc nó cũng cao, cho nên mình đang phân vân cái đó. Thì mình nếu mà có điện tim thì mình sẽ phân biệt, nếu mà thời kỳ đông thu thì mình chắc chắn là cái này là thông liên thất tồn lưu, tại vì cái dòng thông liên thất nó sẽ là thông thu từ thất trái qua thất phải, còn trong khi đó cái dòng thở của van động mạch chủ nó là thời kỳ đông trương
tại vì nó hở cái van cho nên nó đi từ phía tháp trái đạo chủ xuống tháp trái cái thể tập trung đó, mình nhờ vào cái điểm tim đó để công việc. Nên đó là một trong những cái cách mà để các chị công việc bị tâm thu tâm trương, mình nhờ vào cái điểm tim. Đây các cái vị trí mà chúng ta phải thường đặt đầu dò cơ bản, nói chung là đây là cái những cái hình mà gọi là minh họa rất là điển hình cụ thể, chứ còn trong thực tế thì nó không, nhiều khi nó không phải bắt buộc phải như vậy. Tại vì cái nói chứ đa phần ví dụ là cái tim nó nằm bên trái, chứ mà lỡ khi cái tim nó không phải bên trái nó nằm bên phải chẳng hạn, thì các chị cứ đặt theo cái chỗ này thì nó lại không đúng. Cho nên là cái này là những cái hướng dẫn cơ bản để mình biết cái vị trí thường, hoặc là những cái tim nó lớn quá thì sao, những mỏng tim không phải đặt ở đây mà mình phải đặt dịch xuống một chút xíu thì nó mới đúng cái vị trí của nó. Nhưng mà cơ bản thì mình thấy cái đầu dò ở ta gọi là cảnh giác bên trái ha, thì mình được, thường mình để ở cái liên sườn 3-4 này rồi cái mặt cách thứ cái đầu dò để vị trí thứ hai là ở vị trí mỏng tim, là mình thấy cái mỏng tim bệnh nhân ở đâu thì mình để chỗ đó nè. Cái vị trí thứ ba là ở dưới hõm ức, là đây ở dưới xương ức. Mặt cách thứ tư là cái mặt cách ở trên hõm ức đây là ngay trên cổ mà này tôi thường nói đó ha. Mặt cách thứ năm thì cũng ít làm hơn, đó là mặt cách cạnh bên phải. Đây là các vị trí anh chị thấy nha, cạnh ức đây thì khoảng nguyên xương 4-3-4 bên trái, cạnh ức bên trái đây là mặt cách ở mỏng tim, mặt cách dưới sườn ha, cái trên hõm ức, đó là cái mặt cách vị trí mà cái đầu dò mình thường hay để mình khảo sát cấu trúc của tim. Khi mà mình khảo sát tim thì mình sẽ chỉnh các cái nút ở trên bàn phím á, thì các chị sẽ thấy là đầu tiên mình có thể là chỉnh cái nút siêu âm hai lục diện trên cái 2D trước, tại đa phần cái nút 2D đây vô mình nhìn trước cái cấu trúc tim tổng thể nó như thế nào rồi mình mới cắt chi tiết. Thì trong đó nó có cái nút DEF là cái nút về chiều sâu của cái hình ảnh á, là mình muốn chỉnh cái rễ quạt của mình á, cái siêu âm nó có cái hình rễ quạt ha, cái chiều sâu của nó là cái giới hạn mà thấp nhất, cái hình ảnh giác ở trên nhọn là cái đầu dò, vị trí đầu dò và nghe là cái chỗ mà xa nhất cái siêu âm nó tới, thì các chị sẽ thấy cái hình rễ quạt đó thì mình sẽ chỉnh cái F này, thì nếu mà nó càng sâu á, mình chỉnh càng sâu có nghĩa là cái tia sâu nó thì sẽ càng nhiều. Ví dụ mình chỉnh chút nữa sẽ có cái hình minh họa cụ thể là độ sâu nó bao nhiêu cm thì mình sẽ thấy ha. Thì mình sẽ thu nhỏ hay phóng đại cái hình ảnh, tức là cái hình ảnh tôi ví dụ như là cái tim nó nằm trong lòng bàn tay đây ha, mình để cái tia sâu lên, nếu mà mình muốn chỉnh cho càng sâu đó, thì nó xuyên qua kia thì cái tim nó sẽ bị thu nhỏ lại, trong khi đó nếu mà mình chỉnh nó nồng á thì cái tim nó sẽ gần hết cái màn hình, tùy theo cái cách mình chỉnh cái độ sâu. Cái thứ hai nữa là có cái nút là focus, focus tức là mình tập trung cái tia siêu âm tới cái vùng mà mình định khảo sát, tại vì cái cấu trúc tim nó có một khoảng dày khoảng vài cm, nếu mà mình chỉnh nông thì mình sẽ khảo sát ở phần trên, còn mình chỉnh sâu thì focus mình chỉnh ở phần sâu. Cái nút thứ ba là cái nút size, hay là có đôi lúc là mình chỉ angle, tức là cái rẻ quạt đây các chị nếu mà chị đọc chỉnh rộng ra hay là chị chỉnh hẹp lại thì người ta chỉnh cái nút này gọi là cái nút sai của angle, tức là cái góc của cái rẻ quạt đó. Nếu mà các chị chỉnh càng nhỏ thì hình ảnh nó sẽ rõ, tại vì với một cái diện tích nhỏ thì cái tia sâu nó sẽ quét nhiều hơn, nó quét nhiều hơn thì hình ảnh nó sẽ nét hơn. Còn các chị mở rộng ra thì các chị sẽ thấy hết toàn bộ cái cấu trúc của cái tia, nhưng mà cái tia siêu âm nó sẽ quét không nó nhiều, nó quét chậm đi thì hình ảnh nó sẽ không rõ. Nói chung là cuộc đời thì không có gì hoàn hảo hết, nếu mà muốn cái này thì được cái này thì phải mất cái kia thôi, các chị muốn thấy hết thì nó sẽ không rõ. Còn nếu mà chị nhỏ lại thì sẽ thấy rõ lên. Rồi có một cái nút zoom, zoom tức là mình sẽ phóng đại cái vùng mà mình khảo sát, chơi gain thì gain là mình tăng hay là giảm cái động độ mà mình khảo sát ở trên màn hình. Mình tăng gain tức là mình tăng cái sáng ở trên màn hình, nói là mình dễ hiểu vậy thôi, chứ mà có nghĩa là về mặt nguyên lý, tức là cái tia siêu âm khi mà nó gặp cái cấu trúc nó phản hồi lại
thì sẽ có cái những cái chánh tử để nó thu những cái tia sóng thảm hồi đó và nó sẽ hiện tiện lên cái hình mình thấy. Nhưng mà cái hiện tượng cái tia nó đi thì có một số tia nó sẽ bị mất đi hoặc là nó bị tán xạ khúc xạ nó mất. Nhưng hoặc là những cái tín hiệu mà nó về nó yếu quá thì nó sẽ không có dỗ lại đầu nhòi được. Thì cái gen là nó sẽ tăng nhận tín hiệu, nó sẽ tăng cường nhận những cái tín hiệu yếu. Mà nhận tín hiệu yếu càng nhiều thì nó càng dễ bị nhiễm. Cho nên là nếu mà muốn nó sáng lên thì nó sẽ bị nhiễm. Muốn rõ, muốn thu thập nhiều cái tia sóng mà tác phản xạ ngược lại thì nó sẽ bị nhiễm nhiều. Cho nên là cái gen này mình cũng chuyển ngược lại. Và một cái nguyên tắc nữa khi mà mình làm siêu âm trên 2D đó là mình phải được định vị bên đâu là trái và đâu là phải. Chứ nếu mà mình không có định vị trái phải đúng á thì mình sẽ bị lạc hướng. Thường các anh chị mà đã làm siêu âm rồi để ý siêu âm bụng à, ví dụ như siêu âm bụng một cái hình rẽ quạt mà các anh chị thấy ở trên màn hình đây thì nó sẽ có một cái chấm hay là một cái chữ gì đó, người ta gọi là cái mặt cơ, nó nằm ở cái góc ở phía bên trái của màn hình. Đa phần là bên siêu âm bụng là gì? Thì cái vị trí đầu dò, cái cách cầm đầu dò của mình á, cái gì khi cầm đầu dò thì cái đèn hay là cái khuyết ở trên cái đầu dò siêu âm nó cũng phải cùng phía với đó thì mình nó mới cùng. Hoặc là các chị nếu mà chị nào cẩn thận thì mình sẽ di chuyển cái đầu dò ở trên bụng coi thử là cái hình ở trên bụng nó có di chuyển theo cùng hướng với lại cái đầu dò di chuyển hay không. Chứ nếu mà mình di chuyển qua đây mà cái ngược lại trong màn hình nó chạy ngược lại và bao nhiêu cái đầu dò mình đã để ngược hướng với lại tức là ngược cái chiều của cái hình ảnh siêu âm rồi, mình phải xoay cái đầu dò lại 180 độ để mình làm cho nó cùng chiều để khi mà mình dịch chuyển là nó theo ý muốn của mình nha. Để cho siêu âm tim thì không hiểu sao thì trên cái siêu âm tim thì nó ngược lại với siêu âm bụng. Cái gì để ý là trên siêu âm tim những cái mặt cơ của hình ảnh là nó luôn để bên phải của màn hình. Do đó khi mà các chị cầm đầu dò các chị cũng nên để cái chỗ cái định vị đó nó để ở phía bên phải. Đó là mình phải định hướng trái phải. Cái đầu tiên nhất là mình phải định hướng cho đúng. Nhưng nếu mà anh chị định hướng đúng là mình sẽ bị lệch lạc nhé. Và thông thường cái hình ảnh mà càng gần chóp là gần đầu dò, còn xa cái chóp cái quạt là xa đầu dò. Những cái nút chỉnh trong 2D là một phần diện thì những cái nút chung ví dụ như khiếm dừng là mình biết là freeze, hoặc là cái nút select là để mình lựa chọn hình ảnh hay là cái trong cái menu để mình lựa chọn. Mình dùng con chuột để chọn vị trí cắt đầu dò trên cái bàn phím siêu âm nó cũng có cái con chuột để mình lăn để mình chỉnh. Một cái nữa mà các anh chị cũng ít để ý nhưng mà tôi cũng nhắc lại đó là cái speed, đó là cái tốc độ. Cái tốc độ mà ở trên siêu âm thì thông thường người ta cài sẵn cho mình là khoảng 50mm/giây. Để các vị dễ hiểu thì giống như trong điện tim của mình đo cái tốc độ giấy là thường là 25mm/giây, thông thường máy nó cài lại như vậy. Nếu mà cái nhịp tim mà bệnh nhân nhanh quá, nhanh quá thì khi mà mình đo trên cái giấy khoảng 25cm/giây đó thì cái khoảng cách RR nó rất là nhỏ, là mình khó phân tích được các cái sóng, ví dụ PRS khó thấy là nó ngắn quá. Thì lúc đó muốn mà để phân tích đó, thì các chị phải cho cái tốc độ giấy nó chạy nhanh lên, nó chạy khoảng gấp 4 lần như là 100mm/giây như này, thì nó kéo rộng cái khoảng PRS ra, thấy không? RR ra. Ví dụ nãy nó một ô thì bây giờ kéo ra thì thành 4 ô như này, thì mình sẽ khảo sát rõ được cái sóng PRS. Thì ở trên siêu âm tim nó cũng áp dụng cái cách như vậy. Nếu mà các chị thấy cái nhịp tim nhanh quá thì các chị chỉnh vô cái speed để cũng chỉnh tốc độ nó cũng nhanh lên để cho nó kéo dài đi giữa hai cái khoảng cách giữa cái chuyển tim ra để khảo sát tâm thu tâm trương cho nó rõ ha. Tất cả cái trên Doppler, trên TN và trên hai bệnh viện đều có cái nút speed này. Và mình khi mà mình dùng chuột để chọn hướng bắt tóc màu trong Doppler thì các anh chị nên để cái tia siêu âm mình cái dàn cắt của mình nó song song với cái dòng chảy, càng song song thì cái vòng tóc càng đúng ha. Và trên đó nó cũng có cái nút gen để mình chỉnh chỉnh cái Doppler màu hay là Doppler sung gì cũng có hết. Về cái Doppler màu thì nó cũng có cái nút angle để mình chỉnh cái
cái để quạt, hoặc là trên đốt lơ liên tục thì mình sẽ có cái angle để mình chỉnh cái hướng cái đốt lơ để mình chỉnh. Nhiều khi mình cắt cái tia nó khó quá, nó không thể nào song song được, thì mình chỉnh cái angle cho cái tia của mình nó gần song song với cái dòng máu để cho cái sai số nó không có lệch quá 30 độ. Ngoài ra trên đốt lơ màu thì mình sẽ thấy những cái nút ví dụ như là set em hoặc là color hay là power đốt lơ, đó là những cái hiển thị đốt lơ màu. Và mình dùng cái nút select để mình thay đổi diện tích phủ màu. Thì cái diện tích phủ màu này nó cũng giống như cái angle vậy đó, của cái rẽ quạt. Cái rẽ quạt của 2D nó cũng có cái góc của nó. Thì cái rẽ quạt của cái đốt lơ màu cũng có. Các anh chị để cái góc mà cái vùng phủ đốt lơ màu nó nhỏ thì cái màu nó sẽ nét hơn. Các chị mở rộng cái đốt lơ màu ra thì nó sẽ ít nét hơn. Và mình cũng chỉnh cái nút gain để mình tăng hay giảm cái đồng độ. Cái khó của anh chị là khi mà mình ngồi bằng cái máy siêu âm mình coi là cái đốt lơ màu đó là nó được hay chưa. Tại vì nếu mà cái đốt lơ màu mình để nhiều quá thì cái hình nó sẽ nhiều khi nó sẽ bị chấm chấm, ta gọi là speckle ở trên màn hình đó. Mình rất là khó phân định cái màu nó bị nhiễu màu. Còn nếu các anh chị chỉnh cái gain mà thấp quá thì đôi khi những cái dòng thở, ví dụ như thở bằng hai lá đó, đáng lẽ nó là phải là 3:4:4:4, nhưng mà mình chỉnh cái gain nó thấp quá nó sẽ làm mình nhìn cái dòng màu thở đó giống như là 1:4:2:4 thôi. Bây giờ là mình làm sao mình biết là chỉnh như vậy là được. Thì tôi nói đây thì nếu mà chị đang làm siêu âm rồi thì mình có thể ứng dụng, nhưng mà chị chưa làm siêu âm thì mình nhớ đó để làm sao từ từ mình chỉnh. Tức là khi mà các chị ngồi vào cái máy mà mình chưa biết là cái đó là nó chuẩn hay chưa thì các chị cứ bạn cái nút gain của đốt lơ màu bạn hết lên cho nó có những cái speckle ở trên cái màn hình, tức là những cái nhiễu màu ở trên màn hình. Rồi sau đó khi mà thấy hình thì rồi đó rồi sắp bắt đầu mình chỉnh chậm lại, mình bạn ngược lại. Khi mà mình có cái dòng màu, cái diện tích màu mình có trên màn hình rồi, bắt đầu mình chỉnh ngược lại để cho những cái speckle mà xung quanh cái ngoài cái màu nó mất dần đi, nó mất hẳn. Những cái còn những cái chấm nó mất, nó chỉ còn màu ở trong cái khung của mình đang coi thôi. Thì lúc đó là cái gain nó được. Thì đó là cái cách mà người ta hay chỉ để khi mà mình chỉnh một cái máy mà mình chưa có quay thì mình chỉnh. Ngoài ra thì có những cái tên màu khác thì cái này thì ít xài, càng ngày thì ít xài. Khi mà mình làm các cái mode xong thì mình sẽ đo đạt. Đo đạt thì các anh chị sẽ có cái nút như là nó đề chữ measure hay là cái chữ menu ở trên cái nút mà trên bàn phím đó ha. Thì mình nhấn vào cái nút đó nó sẽ ra cái bảng để mình cầm đo cái gì thì mình sẽ bấm nút vô nút đó mình đo. Ngoài ra những cái nút mà để cái tính năng đặc biệt, ví dụ như edge enhancement để mình thấy rõ độ màng, hay là cái nút TDI là để mình làm đúng level, nhất là cái nút speed để mình chỉnh cái tốc độ ha, hoặc là những cái nút mà ví dụ ABC này để mình dạy, để mình bấm mình chú thích cái hình đó, mình thấy cái gì mình ghi vô, hoặc là cái nút record để mình ghi hình ở trên đĩa hay trên từ luôn á. Đây là cái hình siêu âm mà tôi muốn giới thiệu đến chị đây, cái hình rẽ quạt đây ha. Cái góc này càng rộng á, các chị mở càng rộng thì các chị sẽ thấy thêm được cái vùng mỏm tim nữa. Nếu các chị mở rộng ra các chị sẽ thấy cái vùng tim, nhưng mà cái hình ảnh nó sẽ bị chậm đi. Bây giờ đây nó đã chậm rồi, còn nếu các chị càng mở rộng ra thì cái chậm là thứ hai nữa là cái nó sẽ không có nét bằng. Các chị thu gom càng nhỏ thì nó càng nét, tốc độ nó càng nhanh hơn. Nhưng mà ngược lại thì mình chỉ cảm giác được một vùng nhỏ thôi, mà mình mở rộng ra thì mình thấy được nhiều, nhưng mà ngược lại hình ảnh mình sẽ không rõ bằng. Cái thứ nhất, cái thứ hai các chị thấy cái mặt cơ đây ha, thường ở siêu âm tim là nằm ở phía bên góc bên phải này. Còn đối với xe bụng các chị thấy là ở bên đây. Rồi cái đầu dò mình đang sử dụng là đầu dò 2:4 mm, cái vị trí mà cái đầu dò mình là đang chỉnh ở khoảng 4.2 mm, nó di chuyển là từ 2.1 cho 4.2. Cái độ sâu của cái siêu âm là 12 cm, là từ đây tới đây. Chỉnh như vậy là chưa có chuẩn nè. Tại vì trong một cái hình ảnh siêu âm mà chuẩn á thì cái chỗ xa nhất của cái cấu trúc mà mình cảm giác, ví dụ siêu âm tim này đi, cái thằng sau này
là cái vị trí này nó khoảng 2/3 của tổng chiều dài này là vừa. Chứ còn cái chỉ chỉnh mà sâu quá thì cái tim nó tốt lên này nó làm như thế này thì nó còn lại xíu rồi thì mình khó cảm giác. Mình để xuống đây nhiều quá thì có thể mình bị sót một cái cấu trúc ở phía sau cái thành sau tim bị sót. Cho nên là khi mà người ta hướng dẫn mình siêu âm tốt á, thì mình để cái thành sau vị trí sau cái này nó khoảng 2/3 mà hình là vừa. Đó là cái thông số chứ. Thứ hai là gì đấy? Cái thứ ba nữa là cái chỗ này là cái chỗ cơ sơ này, cái chữ giống như cái mũi tên đó ha. Thì cái này là cái vị trí, cái focus của cái tia sao mình đang để là tương ứng với cái thành sao này. Và các chị nếu khảo sát cho anh mình cũng thì chỉnh cái focus á, để ta đưa cái mũi tên này nó lên cái chỗ mũi tên này. Focus là một cái nút mà các chị cần để ý khi mà mình chỉnh làm siêu âm ha. Cái gen này là ở mức độ 52 của mình. Thì đó là những cái thông số mà trên siêu âm các chị cần để ý để khi mà mình chỉnh. Ở dưới đây là mình có cái điện tim. Tim mang nghe độ sóng P là tương đương nha. Nghe độ QRS là nó sẽ tương đương với cái tâm thủ. Cái vị trí điện tim mình có thể để ở dưới màn hình hoặc là ở trên góc ở trên màn hình cũng được. Mình có cái nút để mình chỉnh cái vị trí điện tim tùy theo cái sở thích của người. Đây là cái mặt cắt này là gọi là cắt cạnh nước trục dọc. Có nghĩa là cái đầu dò các chị. Khi mà mình cầm cái đầu dò siêu âm tim ha, mình để cạnh nước bên trái dọc theo cái chiều dọc của cái tim á, trục dọc là tại vì nó dọc theo cái chiều dọc của cái tim bên trái thì nó sẽ cắt ra, mình sẽ thấy là phía trước sát với đầu dò nó sẽ là cái tim phải thắt phải, kế tới là mình thấy sẽ cái này là phát tim hết, cái này là thành trước là mặt chủ, đây là ba là mặt chủ, cái này là thành sau là mặt chủ. Đây là trước của anh hai lá, đây là sau của anh hai lá, anh không trái, anh bị trái. Đó là khi mà mình cắt cả nước trục dọc, và là các anh chị sẽ thấy những cái cấu trúc như vậy. Rồi, khi các anh chị cắt được cả nước trục dọc rồi đó, các anh chị xoay đầu dò 90 độ, nên mình để cắt được cả nước dọc rồi xoay đầu dò 90 độ ha. 90 độ có nghĩa là khi mà mình đang dọc về thì mình sẽ thả ra cắt ngang. Ví dụ cái đường ống mình đang cắt một qua cái đầu mặt chủ đi, ví dụ là mình đang cắt dọc của nó gọi là cắt nước trục dọc. Bây giờ mình xoay 90 độ thì mình sẽ cắt qua ngang đúng không? Nó cũng giống như là con dao để mình cắt qua mình làm giải phẫu vậy đó ha. Cắt ngang qua gọi là cắt nước trục ngang qua mặt chủ. Đây cắt nước trục ngang qua mặt chủ đây. Còn cái cả nước trục dọc này để tôi giới thiệu lại. Khi mà các vị đang cắt cả nước trục dọc thì tranh thủ khi mà cắt được cả nước trục dọc này thì người ta sẽ phối hợp để làm được cái cắt cho một bệnh viện có người ta te, người ta đã cắt qua ba mặt chủ và những cái này người ta đưa cái chỉnh cái đường mà xanh xanh mình thấy nhờ con chuột của mình đưa về cái phía này cắt ngang qua là mặt chủ để cắt cái tia này, để cái tia này ngang qua cái là mặt chủ và diễn trái. Và các chị chú ý là khi mà mình cắt cho một bệnh viện mình để ý là cố gắng làm sao mà mình cắt để cho cái tia này nó vuông góc với cái cấu trúc mình định khảo sát, có nghĩa là vuông góc với cái đầu mặt chủ và vuông góc với cái diễn trái này để mình cắt qua. Tôi nhắc lại là mình cắt vuông góc là để mình đo được cái đường kính ngắn nhất, là ta lấy cái đó là cái chuẩn để người ta so sánh với cái giá trị bình thường. Chứ nếu mình cắt không chuẩn, mình cắt bị xéo, tôi ví dụ mình cắt xéo thì ngay hẳn là xéo từ đây qua đây chẳng hạn, thì cái hình ảnh mình thấy nó sẽ không có đúng, nhiều khi nó bị lớn hơn, tại vì cái đường này từ đây qua đây nó lớn hơn là đường vuông góc ha. Do đó khi các chị nhớ là cắt là mình phải để cho cái tia sau mình vuông góc với cấu trúc mình khảo sát, thì mình sẽ đo được cái qua là mình chủ và qua cái diện trái. Còn cái giá trị bình thường, ví dụ như để dễ nhớ thì ta kêu là bình thường khi cái đường kính diện trái này chia ra mặt chủ này nó phải nhỏ mà lớn hơn 1.5 thì dạng trái ha. Rồi cái sơ một bệnh viện nữa là các vị cắt vuông góc qua cái thớt trái này, cái đầu vuông góc qua cái bát liên thớt qua cái
vùng thắt trái này và ở bờ tự do của anh hai lá. Khi các những cách như vậy, các nhau mình sẽ đo cái bề dày của thành tim này, mình đo cái đường kính của thắt trái từ kỳ tâm trương, rồi mình đo thành sau thắt trái, rồi mình đo ở thời kỳ tâm thu. Khi các anh chị đo được cái đường kính thắt trái thời kỳ tâm trương và đường kính thắt trái thời kỳ tâm thu, mình lấy đường kính thắt trái tâm trương trừ cho tâm thu, rồi mình chia cho đường kính thắt trái tâm trương, mình sẽ ra cái phân suất co rút của cái tim. Ví dụ như là nó co rút là, tôi ví dụ ở đây là người ta đo tâm trương là 54 này, 54 mm, tâm thu thì là đường kính thắt trái tâm thu là 21. Như vậy là 54 mà trừ 21 là khoảng là 33 mà mình chia cho 54 thì nó 33 cho 54 giờ gấp đôi là được là khoảng 60 mấy phần trăm nha. Mình cho ví dụ như vậy, gần nhân đôi lên 66%. Như vậy là cái phân suất co rút của cái tim này, tim này SS là khoảng 60%. Thì từ đó người ta mới, khi mà có cái phân suất co rút đó, người ta mới suy ra được là cái phân suất tống máu, là các chị hay nghe mấy cái chỉ số ES đó. Từ cái phân suất co rút người ta mới suy ra cái phân suất tống máu là chẳng hạn như 70 hay 80% thì đấy, kết quả cho mình các chị thấy là ES bệnh nhân là 70% chẳng hạn. Thì nhờ cái phân suất co rút này nó mới suy ra cái đó. Như vậy mình phải hiểu, tại vì khi mà mình đọc kết quả mình phải hiểu là thông thường những cái phương pháp mà đọc ở trên tâm, cái phương pháp là sao mà bệnh viện này á, gọi là phương pháp tay côn này á, là nó suy luận từ cái co rút này, nó suy luận ra là cái phân suất tống máu là 70-80% gì đó, kết quả trả lời cho mình. Như vậy cái suy luận đó nó sẽ bị sai chỗ. Nếu mà mình cắt không chuẩn, tức là mình cắt, ví dụ mình không cắt khuôn đó mà mình cắt bị xéo qua đây, là cái đường kính nó đã khác rồi. Như vậy là cái co rút nó đã không đúng rồi, suy ra cái tống máu nó cũng không đúng. Và cái thứ hai nữa là cái này nó chỉ là cho một bệnh viện, cho nên nó chỉ có đại diện cho cái vị trí này thôi, chứ nó không có đại diện toàn bộ cái thắt trái. Do đó đối với những cái trường hợp mà bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ hay là những cái bệnh rối loạn thận vùng, nó làm cho ví dụ như phần đáy này vẫn còn co bóp tốt, còn phần mỏm co bóp kém, thì nó suy luận cũng không đúng ha. Cho nên là cái này nó thông thường chỉ áp dụng đối với những cái trường hợp mà cái tim mình thấy co bóp toàn bộ, có nghĩa là nó giãn toàn bộ hay là nó co bóp bình thường thì nó mới đúng. Chứ còn những cái trường hợp mà bị rối loạn thận vùng khu trú thì nó sẽ không đúng, lúc đó người ta phải dùng một cái phương pháp khác gọi là xâm trên 2D hoặc xâm bằng Simpson để người ta suy luận cái thể tích. Tại cái phân suất tống máu là do ví dụ như thời kỳ tâm trương là cái tim trái nó khoảng là 70 ml chẳng hạn, tâm thu nó là 30 ml. Như vậy là giữa tâm thu với tâm trương nó trên là nhau, nó tống đi 40 ml. Thì 40 ml trên tổng 70 đó thì nó, mình ví dụ là cái phân suất tổng đó nó khoảng là 65% đúng không? Thì mình trả lời lại kết quả là phân suất tổng đó là 65% nó chính xác khi mà mình đo được cái thể tích của thắt trái thì đồng thu là thể tích trương. Còn nếu mà mình dựa trên cái này là mình chỉ là qua cái suy luận thôi. Và cái suy luận này thì người ta bằng cách là người ta dựa trên các cái nghiên cứu lâm sàng. Trước đây là người ta sẽ đo những cái phân suất co rút như vậy thì nó tương đứng với lại khi mà mình chụp cái mặt, chụp cái angle của vùng tim đó, mình coi là bao nhiêu thể tích tống máu nó bao nhiêu thì người ta mới tính ra, mới có người ta mới có cái phương trình hồi quy, người ta mới sử dụng đây cho mình cái chuyện đó. Rồi cũng trên cả nước trục dọc này á, thì người ta sẽ đo ở thời kỳ tâm trương nha, người ta sẽ đo cái đường kính chỗ cái góc phần chỗ này và đường kính của phần hai lá. Thì thông thường người ta các cái nhà phẫu thuật viên thì người ta dựa vào các cái đường kính này để người ta thay cái van cho tương ứng. Ví dụ như mình đo cái bọc van này thì người ta sẽ lựa cái van nó cỡ kích cỡ đó để người ta thay vô. Chúng ta được nếu mà người ta chuẩn bị cái van xung quanh cái sức đó, thì nếu mà mình không có đo
cái sai đó người ta không biết xài đi bàn rồi à, cũng lúc mà 2D á, thì mình sẽ tranh thủ mình bỏ cái lớp lơ màu ra luôn để mình khảo sát đi à, cái dòng máu qua ban hai hai lá này qua ban màu chủ này nó có gì bất thường thì không, nó có nở tan không thì mình sẽ à, bỏ cái cửa sổ lớp lơ màu vô. Thì khi mà mình các chị bỏ cái cửa sổ lớp lơ màu này vô thì các chị để ý thứ nhất là diện tích phủ màu nha, cái phủ màu này mình để vừa phải thì cái màu mình thấy nó đẹp, cái gì mở rộng quá thì cái màu nó sẽ không có tập trung hơn và nó sẽ không có rõ hơn, nó không có độ nét bằng. Nhưng mà cái chị để nhỏ quá thì các chị sẽ không có khảo sát được những cái phần khác xung quanh, do đó mình để vừa đủ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các chị phải chỉnh cái thang màu. Cái thang màu thông thường ở một người lớn trưởng thành bình thường các chị để khoảng xung quanh khoảng 60-70cm trên dây này được. À, các chị để cao quá thì nó sẽ bị sót đi cái dòng có màu tóc thấp. Và các chị để thấp quá thì nó sẽ bị này. Cái này là cái thang màu. Và cái này là cái dây màu. Dây thì để tôi cũng nói các anh chị cái cách chỉnh dây màu cũng vậy. Và tối đa lên để cho nó có spectral ở ngoài cái dòng màu. Sau đó giảm dần dần lên cho nó có cái màu vừa đủ xanh tương ứng trên đây thì mình thấy là vừa đủ rồi. Rồi cái này là cảnh đứt trục ngang, ngang ba là mặt chủ à, ngang ba là mặt chủ như vậy đó, thì lúc này mình sẽ thấy là mặt chủ là trung tâm chính giữa đây à, cái phía sau này là cái nhĩ trái đấy, nhĩ trái này cái chỗ này là cái mắt lưng nhĩ, cái chỗ này là nhĩ phải, cái này là van ba lá, cái này là mình sẽ thấy được cái phần thể của thất phải, nhĩ phải, thất phải, van ba lá ha. Và cái thất phải này nó sẽ đi ra cái động mạch phổi này, bơm máu ra động mạch phổi, động mạch phổi lúc này sẽ ôm quanh cái động mạch chủ này, như vậy là cái thất phải nó bơm máu là động mạch phổi nó đi ra, động mạch phổi này nó xa rồi rồi, cho nên khi mà mình để cái tia siêu âm Doppler qua đây song song theo cái dòng của động mạch phổi thì mình sẽ đo được cái vận động động mạch phổi này, cái đồng đo được cái độ chênh lát giữa cái thất phải và động mạch phổi. Còn cái phổi đường ở trên là cái phổi thở của động mạch phổi. Các chị thấy nó mình có sẵn cái gì tiên mình thấy rất là dễ ha, cái thời kỳ tập trung ứng mấy sóng P này ha, cái thời kỳ tâm thu này ứng với Q này ha. Đó là cả đứt trục ngang, ngang ba là mặt chủ. Và khi trục dọc xong nó bị xoay 90 độ là mình sẽ thành là trục ngang, ngang ba là mặt chủ xong á thì cái tiên thì tôi ví dụ bên ngoài là nó đang nằm dọc ngang ha, rồi sau đó các chị sẽ để quét cái tiên siêu âm cho nó về phía mỏm tim á, đang là mạch chủ, quét về mỏm tim mình sẽ thấy van hai lá, quét về mỏm tim nữa mình sẽ thấy cột cơ dưới, các chị phải về coi lại cái giải phẫu của cái tim thì khi mà mình cắt qua như vậy mình sẽ thấy ngang van hai lá, tức là cắt ngang qua thất trái, ngang qua van hai lá, thất phải ở phía trước, đây là thất liên thất, nha, van hai lá đây, đó là cái cách làm nguyên chất lại là cả nước trục dọc xoay 90 độ là thành cả nước trục ngang, cả nước trục ngang xong các chị đưa cái tia siêu âm về phía mỏm tim để mình thấy cái ngang van hai lá, rồi mình đưa sâu về phía mỏm nữa thì mình sẽ thấy ngang cột cơ, có nghĩa là mình thấy hai cái cột cơ của van hai lá, cột cơ của thất trái đó, ha. Đây là bên này là phía trước, đây là trước bên, bên này sau nữa. Rồi đó là các cái mặt khác mà cạnh nước. Rồi khi mà các cạnh nước xong thì mình sẽ khảo sát mặt khác từ mỏm. Tức là nếu mà các chị cẩn thận thì mình đưa cái tay lên mình rời cái mỏm tim mình nhưng nằm chỗ nào. Mình đặt cái đầu dò đúng ngay mỏm tim đó thì cái hình ảnh mình sẽ chuẩn nhất. Còn không nữa thì mình cứ để khoảng đường nắp trước này khoảng viên sườn 5 thế. Nói chung mình để nắp trước viên sườn 5 thì cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì mình phải xét được cái mỏm tim nó nằm đặt đầu dò đó, thì lúc đó thì cái tia cho mình nó mới trùng với lại cái mỏm tim ngay chỗ này, thì mình sẽ cắt được, mình thấy được cái bốn nguồn tim, bốn nguồn tim thì cái này là thấy nhĩ trái ha, thất phải, nhĩ phải, thất liên nhĩ, thất liên thất, cái van hai lá này, van ba lá này, cái thất trái thì mình sẽ thấy nó là cái hình
tròn đều ha, cái tức là cái tiếng mờ, cái thành trơn láng đều. Nói thì dễ nhớ thì người ta kêu giống như cái hình viên đạn, cái đầu tròn 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 đó ha. Còn cái thách phải thì nó giống như hình tam giác, cơ nó nhiều hơn, nó khô hơn. Đó là bốn nguồn tim. Khi mà các vị cắt cố nguồn tim từ mỏm xong, các vị ngửa cái đầu dò ra, đè cái đuôi đầu dò xuống để cho cái tia sông nó chạy về phía trước đó. Mình đè cái đuôi siêu âm xuống, đưa đầu dò xuống thì đấy, về phía trước đây, rồi bỏ lớp lơ màu trước đã ha, bỏ lớp lơ màu vô để mình khảo sát ban hai lá, ba lá nó hợp với không hợp. Mình để cái tia siêu âm qua cái dòng ban hai lá thì nhĩ trái chạy xuống tất trái cho nên hướng về phía đầu dò, mình sẽ đo được cái phổ của qua ban hai lá đó. Là cái phổ dương nè ha. Sóng ơ là cái khi mà vị trái nó mở ra máu sẽ chảy ra sóng ơ đây, rồi sau khi đó là vị trái đốt thêm cái nữa đóng được máu còn lại xuống sóng ơ sóng ra đây đó. À, đo qua cái phổ qua bàn hàng mình cũng có thể đo qua cái phổ qua bàn hàng mạch chủ này nha, máu từ thất trái bơm máu ra là mạch chủ xa đầu dò nên mình đoán phổ ông này. Và mình đo cái phổ qua ban ba lá. Đo cái phổ qua ban ba lá thì thường người ta không có đo mà giống cái phổ qua ban hai lá. Các chị thấy là ví dụ cái phổ qua ban hai lá thì người ta đo cái khoảng cách chỗ này là đo cái độ trên giữa vị trái và trái. Nhưng mà qua ban ba lá thì khi người ta đo cái khoảng cách ở trên này, cái từ vị phải chúng ta phải là do tại cái hẹp ban ba lá khi mà nó có hiếm. Có nhưng mà rất là hiếm, kẻ ba ba lá có. Thường là người ta đo cái dòng ở dưới này, cái dòng dưới này là tương ứng với thời kỳ tổn thương này ha, là cái dòng hiệu hở ba ba lá. Bình thường cái dòng hở này thì mình rất là khó đo, tại vì cái hở ba ba lá thì ra cái nhà khoảng 80-90% dân số bình thường là ba ba lá nhẹ thì mình cũng có đo được, cố gắng hết đo được, nhưng mà trên lâm sàng thì gần 100% là tại vì bác sĩ nào cũng muốn ghi cái kết quả của áp lực động mạch phổi hết, cho nên là mới cố gắng đo cái dòng thở của ban ba lá này. Thì bằng cái lập luận á là ở thời kỳ đông thu phải không, cái ban ba lá đóng lại thì thông thường là kín. Nếu mà nó có dòng thở thì mình sẽ lợi dụng cái dòng thở này đo cái dòng thở ở thời kỳ đông thu từ vị thất phải xuống vị phải. Cái dòng thở này ở thời kỳ đông thu nó phải giống như phải, và khi mà mình đo được cái dòng thở của thất phải giống như phải, ví dụ như trên này là vận tốc mình đo được 2.5 m/s, 25.9 cm/s, tức là độ trên của như phải thất phải là 25 mm/s ở thời kỳ đông thu. Như vậy là ở thời kỳ đông thu áp lực trong thất phải cao hơn như phải là 25 mm/s. Giả sử mình biết được áp lực trong nhĩ phải bình thường trung bình là khoảng 5 mm/s, như vậy là mình suy ra là áp lực thất phải tâm thu là 30 đúng không? Tại vì 30 trừ ra 5 thì nó mới có trên cái độ trên của nó là 25 mm/s. Có gì theo kịp không? Thì khi mà có được cái áp lực thất phải, ví dụ mình đo qua đây 25 đây cộng 5 là mình ra áp lực thất phải tâm thu là 30. Thế đó là hiểu rồi ha. Áp lực thất phải tâm thu 30. Và khi mà áp lực thất phải tâm thu, nếu mà cái tim tâm thất phải nó to bóp tâm thu như vậy là cái van phổi nó sẽ mở ra đúng không? Rồi mở ra thì cái áp lực thất phải tâm thu nó sẽ bằng với lại áp lực của động mạch phổi từ tâm thu. Với giả sử là cái van phổi không hẹp, nên cái van nó mở tốt, nó hẹp vậy. Như vậy khi mà mình đo được cái dòng thở qua van ba lá này, mình sẽ suy luận ra được áp lực động mạch phổi thời kỳ đông thu là bao nhiêu với kết quả của cái dòng thở qua ba lá này, nó qua cái suy luận nha. Cho nên cái suy luận đó nó sẽ không đúng khi nào, nó không đúng khi mà mình ước lượng cái áp lực của nhĩ phải không đúng. Ví dụ như bệnh nhân suy tim áp lực nhĩ phải nó đáng lẽ là 15 là 20 mm/s, mình cũng cho nó là 5 mm/s thì mình đánh giá chưa đúng.
hoặc là cái van động mạch phổi nó bị hẹp. Như vậy là cái áp lực tâm thu trong thất phải và trong động mạch phổi nó sẽ không giống nhau. Như vậy là cái suy luận của mình lúc đó là bị sai. Ví dụ như là mình đo áp lực lúc này độ trên qua đây, mình đo trên thất trái thất phải như phải là tới 50 chẳng hạn. 50 rồi mình cộng thêm cái áp lực trong dĩa phải là 5 chứ mình ra là 55. 55 mình kêu bệnh nhân là tăng áp phổi. Tăng áp phổi. Nhưng mà lúc đó bệnh nhân đang hẹp van mạch phổi thì mình đâu có nói được. Tại vì hẹp van mạch phổi đang hẹp. Thì cái độ trên qua cái van mạch phổi nó tới chẳng hạn ví dụ 30 mm chẳng hạn. Thì mình đang lấy 55 mình trừ 30 thì ở động mạch phổi nó có 20 chứ mấy. Vậy là đáng lẽ áp lực phổ bình thường mà lại kết luận là tăng áp phổ không được. Bây giờ là mình không áp dụng trong những trường hợp như vậy, ví dụ như là hẹp van mạch phổi hay là hẹp cái phần phễu của thất phải, chứ là cái chỗ mà anh thấy cái buồng tống ra bị hẹp thế nào thì cái áp dụng này cái phương pháp áp dụng này không đúng ha. Rồi đây là cái hình ảnh mà các bốn buồng bỏ đất lông nào vô. Em bé này nó hơi khác tại vì tôi lấy cái trường hợp này là bị thông linh thấp cho nên các chị sẽ thấy có cái màu của này nó đi được thân cáo và cái thất phải này có cái thông linh thấp này cái này không phải là cao bình thường. Cái này là cái mặt cắt năm buồng, có nghĩa là khi mà cắt ra thấy thêm cái đường ra của thất trái nữa, có nghĩa là bốn buồng các chị đè cái buồng đầu dò xuống cho cái tia xong nó ra phía trước đó, mình thấy thêm là mặt chủ nữa thì bốn buồng thêm một đoạn chủ nữa là gọi là năm buồng ha. Rồi, cái này là mình cắt cái gì để dưới sườn. Dưới sườn này nè. Tức là ngay dưới mặt hút ạ. Dưới sườn mình sẽ thấy bốn vùng tim. Bốn vùng tim này phía gần đầu giò sẽ là thất phải. Đây là dĩa phải. Đây thất trái, cái này dĩa trái. Và đè cái đuôi đầu giò xuống mình cũng thấy được cái động mạch chủ nè. Đúng rồi, động mạch chủ nó vô ra đây nè. Đây đó. Đó là cắt dưới sườn. Mà cắt dưới sườn thì thường là mình dùng với trẻ em thì nó dễ hơn. Tại người lớn thì một là mở nhiều quá hay là bụng bự quá, thứ hai nữa thành bụng nó cứng thì mình khó đẻ. Còn những em bé thành bụng mềm nên là mình dễ cảm giác. Cái gì đối với những em bé mà từ 5 tuổi đến 4 tháng, cái mà cắt dưới sườn là một cái ưu điểm để mình cảm giác cái gì là khi học sinh. Sẽ cắt qua cái vách liên nhĩ để mình coi cái vách liên nhĩ nó có toàn vẹn hay không. Còn cái này là cắt ngang qua mạch chủ ở dưới sườn để mình khi mà mình muốn đo qua cái dòng máu hoặc qua cái phần phễu của thất phải thì cái dưới sườn này là cái tia sườn nó đang song song với phần phễu. Rồi mình cũng để lúc lơ nào rồi để mình khảo sát ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt trên hông ức. Thông thường á, các chị để ý nếu mà những cái chỗ mà họ làm nhanh quá, nhiều bệnh nhân quá thì họ chỉ làm cạnh đứt với lại đường ổn, mà khi họ thấy các cái buồng tiền cấu trúc bình thường đó là cái họ chỉ dừng ở đó, tại cái dưới sườn là chỉ nó cung cấp thêm những cái thông tin khác thôi. Còn là trên ổn mức thì nó cũng không, thứ nhất là nó khó tại vì nó khí rất nhiều mà nó cũng không cung cấp nhiều cái thông tin chẩn đoán cho nên người ta bỏ qua. Mà chính vì cái bỏ qua đó cho nên là các chị thi là hay cũng hay bỏ qua. Đó. Nhưng mà vẫn tính điểm như thường, vậy đó các chị phải cố gắng cắt cho được nha. Cái trên hổng ức á, mình chưa quen thì mình thấy nó khó, nhưng mà nếu mà chị tập thuộc thì nó dễ hơn. Tại vì nó có chỗ để mình đặt chứ nó đâu có chạy được cái đâu, nó trên hổng ức không à. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà các chị nắm giải phẫu á, thì các chị phải nhớ là cái tim nằm bên trái này ha, nó cho mặt chủ lên. Mặt chủ nó đi ra hướng này, nó lên bên phải này, xong rồi đó nó sẽ đi lên đây, nó chia các nhánh lên đầu. Chia các nhánh lên đầu thì nó, cái hướng của nó là đi từ phải sang trái, đi xéo này, không là mặt chủ đó. Đi từ phải ra trái, từ trước ra sau, ra sau tới sát cái cột sống bên trái này, nó chạy xuống, cột sống bên trái nó chạy xuống. Đó là cái giải phẫu bình thường của cái khung mặt chủ. Do đó, các chị muốn cắt được cái khung mặt chủ đó, thì
thì các chị phải để cái tia siêu âm của mình nó song song với cái đường đi của cái khung mạch chủ đó thì mình mới cắt được. Chứ nhiều khi các chị kêu các chị cắt khung mạch chủ, các chị lấy cái đầu dò đây, các chị thả vô đây, các chị cứ xoay tới xoay luôn xoay hoài. May ra nếu mà xoay trúng thì thấy cái mừng quá thì lộn. Còn xoay mà thấy cái khí không có đầu rung lên rồi cứ lắc qua lắc lại nữa, nó không thấy gì hết. Mình phải định hướng ngay từ đầu cho mình làm cái giải phẫu bình thường. Mình cứ nhớ trong đầu là từ trước ra sau, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trước ra sau, từ phải sang trái, từ phải sang trái. Thì cái tia siêu âm mình cũng để theo cái hướng đó, thì mình sẽ cắt được cái cung của cái động mạch chủ. Cung động mạch chủ nó sẽ đi. Mà vì cái tim nó chuyển động cho nên các chị cũng hơi lách lách một chút xíu để thấy được toàn bộ cái đường đi của nó. Cái cung động mạch chủ này nha, chia cái nhánh hành động. Thì đó là mình thấy cái cung động mạch chủ. Và dưới cái cung động mạch chủ này là cái động mạch phổi bên phải. Như vậy các chị chỉ cần định hướng cho đúng, mình đặt được cái vị trí cho đúng thì sau đó các mạch cắt sau mình sẽ cắt như vậy các chị. Mình ví dụ mình tập cho nó cẩn thận, đi cho nó đúng từng bước thì lúc sau này mình sẽ cắt nó dễ ha. Cắt được cái cung động mạch chủ xong thì mình sẽ thấy được cái mạch phổi phải ở dưới. Khi mà các chị cắt cái cung, tại mình đã nhớ là cái giải phẫu đó là từ phải sang trái, thì trước ra sau như vậy, do đó cái tia siêu âm mình lúc này nó đang hơi lệch bên trái đúng không? Tại vì cái tia siêu âm mình nó đang từ trước ra sau, từ trái từ phải sang trái, thì từ trước ra sau nó hơi lệch qua trái một chút. Cho nên khi mình để hơi lệch qua trái như vậy thì cái tia siêu âm nó đang hướng về phía bên trái, do đó khi mà mình chỉ cần lắc đè cái đuôi đầu dò vào phía bên phải để cho cái tia siêu âm nó thêm về bên trái nữa thì mình sẽ thấy rõ cái động mạch phổi trái. Động mạch phổi trái và phải nó sẽ nối với nhau, mình sẽ thấy được cái động mạch phổi trái nó đi ra đây. Thì người ta hình dung để cho mình dễ tưởng tượng đó, thì cái này là đầu của phẩy, còn cái này là dấu phẩy phía dưới, các bạn thấy động mạch phổi trái như vậy. Rồi khi mà các chị đã cắt được cái cung động mạch chủ rồi thì lúc đó mình xoay đầu dài 90 độ. Thì khi đó thì các chị cứ tưởng tượng nếu mà mình cắt 90 độ thì cái mà đang cắt dọc này nó sẽ thành cắt ngang. Cái nguyên tắc mà ví dụ cái ống dọc mình đang cắt dọc cho nó thì dọc mình xoay 90 độ thì mình sẽ cắt ngang qua nó, và cái đang ngang nó sẽ thành dọc nha. Vậy thì khi các chị xoay 90 độ các chuẩn, các chị sẽ thấy được động mạch chủ bên trên này, cắt ngang động mạch phổi phải ở dưới này đó, cắt dài ra. Trên này là cái tĩnh mạch vô danh với tĩnh mạch phổi bên phải, tĩnh mạch chủ trên bên phải này để xuống. Như vậy là các em gần như là cái 19 mạch cắt cơ bản mà nãy giờ là để hướng dẫn các chị đó ha. Các chị phải tập trung cắt cho được, tại vì cái đó là nó bắt buộc ở trong phòng thi mình phải làm được. Mình làm được thì sau này nếu mà mình học sâu hơn nữa thì mình sẽ ở trận đó các mình có còn về các mặt khác cơ bản thì mình phải biết ha. Như vậy siêu âm tim là một nghệ thuật mà đòi hỏi bác sĩ phải nắm rõ thứ nhất là giải phẫu. Nếu mà anh chị không nắm giải phẫu thì nó là một cái trận đấu hình ảnh mà mình nói không phải giải phẫu thì các chị đâu học siêu âm chị ha. Thứ hai nữa là cái tim nó đòi hỏi phải có sinh lý, tại vì nó hoạt động chứ không phải nó là một cái tạm tĩnh nha. Và là mình phải nắm được cái sinh lý bệnh của một cái bệnh lý mình đang làm siêu âm đó để mình mới giải thích những cái hiện tượng nó có phù hợp không, nó có phù hợp ở trên siêu âm của mình hay không. Ví dụ như trong một cái trường hợp mà các chị thấy chẩn đoán là bị hẹp van động mạch chủ chẳng hạn, nhưng mà mình thấy tất cả không dày là mình coi cho mình sai rồi. Cái tất cả nó phải dày chứ, nó dày để nó nhắm lại chứ. Thì các chị phải nắm được cái hiện tượng sinh lý bệnh đó, và mình phải nắm vững nguyên lý hoạt động của máy siêu âm. Tại vì mình làm siêu âm mình phải nắm chứ, không nắm thì người ta kêu mà mình không chỉnh được cái này là mất 50% công lực rồi đó, cái gì đó còn bị phế mất nữa rồi đó nha. Khá là chỉnh sao cứ để vô, tại mỗi người có một cái nhìn khác nhau, cái cảm nhận màu sắc cũng khác nhau. Nếu mình cứ đọc theo đó chúng ta coi chừng đúng nha. Và các nút cơ bản ở trên siêu âm như là nút 2D là mình phải biết, là để mình nhấn vô để mình coi cái 2D. Cái nút T là rất là một bệnh viện.
diện mà hãy khách quan đo cái thông số co rút rồi đó, một là diện ha, đó là màu câu lơ là đó là màu, tại mình không có làm những tiếng diện nên mình phải chịu khó. Rồi cái CW là đắp lên liên tục ha, còn PW là đắp lên sung, cái đắp measure là để mình đo đạt, VI là cái đắp lên hôn ha, power đắp lên vân, thì đó là những cái mà cái gì làm sao mình sẽ nắm thêm. Như vậy là cái nhiều cái mình phải học lắm về học về nguyên lý siêu âm không à. Đọc lại mình phải hiểu là đi siêu âm với giải tần số bao nhiêu nó ứng dụng trong siêu âm, để chỉ nói hình ảnh là cái giải tần nó sẽ khác với giải tần điều trị như thế nào, còn giải tần âm thanh mình nghe như thế nào, rồi các cái chấn tử đó nó sẽ nhận, nếu mà các chị càng đọc càng hiểu thì mình sẽ chẩn đoán nó sẽ càng tốt hơn, giúp cho mình các chị nhiều khi cũng đọc chia lại mấy cái sóng lambda alpha này để mình đọc làm gì, nhưng mà các chị khi các chị hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó thì thứ nhất là nếu mà mình sống với siêu âm ở nhà mình nó có hư ấy, thì mình cũng tự sửa được ha, trục trặc rồi mình cũng sửa được nhẹ nhẹ rồi đỡ lắm tiền, chứ còn nếu mà trường hợp mà bệnh mà nặng quá rồi thì mình mới kêu tới kỹ sư tới sửa ha, nó mình không biết là ở trước cái nó không khởi động được nha, mình lo chạy kêu kỹ sư tới, tại bữa tôi có nghe cái anh kỹ sư kêu chứ ảnh lúc mà tôi về quê cũng mà ảnh làm công việc lực nó chẳng thấy